Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà mặt ngõ kinh doanh tốt đang được chào bán mới nhất tháng 12 năm 2021, thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà nằm tại phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình. Căn nhà đất này có diện tích là 38m², được xây dựng 5 tầng với giá đang được chào bán chỉ có 5,9 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình một căn nhà đất tuyệt vời. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà đất Hà Nội này anh chị nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà đất Hà Nội kinh doanh tốt nằm tại phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình mà em Phương muốn review cho anh chị ngày hôm nay. Căn nhà đất này có diện tích là 38m², được xây dựng 5 tầng, nhà hướng chính nam, nằm trên mặt ngõ thông, kinh doanh tốt anh chị nhé. Đây, mặt ngõ đây, đấy, rất là rộng rãi, đấy, mọi người kinh doanh thoải mái, nhà hướng nam rất là mát mẻ, với mặt tiền là 3,6m. Rồi, hãy cùng em Phương lót lại mặt tiền lại một lần nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Rồi, với thiết kế tầng 1 là khu vực sảnh bán hàng, phía trong là khu vực phòng bếp, tầng 2 là một phòng khách, khu vệ sinh, phòng ngủ. Tầng 3, tầng 4 mỗi tầng 2 phòng ngủ. Khu vực tầng 5 là phòng thờ, sân phơi anh chị nhé. Cầu thang thì là cầu thang gỗ rồi. Đây là một căn nhà này đã qua sử dụng, tuy nhiên phía anh chủ nhà đã làm lại như mới rồi. Mọi thứ đã được trang bị thay thế hết rồi, rất mới luôn. Quý anh chị chỉ việc về sử dụng thôi, không phải sửa sang hay là làm bất cứ cái gì nữa hết. Quanh khu vực Hoàng Hoa Thám gần với lại khu Hồ Tây, gần với Lăng Bác, để kiếm được một căn nhà kinh doanh như này thực sự là không có nhiều. Mỗi tầng 2 phòng. Đây là một phòng này. Nếu anh chị đang có nhu cầu mua một căn nhà đất Hà Nội kinh doanh tốt, khu vực quận Ba Đình, trong tầm tiền chưa đến 6 tỷ thì hãy cân nhắc và xem xét căn nhà này anh chị nhé. Rất hợp lý. Di chuyển đi lại cũng rất thuận tiện. Đây là khu vực tầng 4. Tầng 4 của chúng ta, thoáng trước thoáng sau. Đấy, đằng sau cũng mở được cửa sổ đây. Đấy, rất thoáng luôn. Đấy. Phía trước đấy, cũng rất thoáng nữa. Đây là khu vực tầng 5, phòng thờ và sân phơi. Đấy, khu vực sân phơi đây anh chị. Đấy, rất là thông thoáng. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình một căn nhà riêng ưng ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.